Trong thời gian gần đây, kem Meizuji đang được nhiều người sử dụng, cũng bởi vì kem này được nhiều người xài hiệu quả. Da không những hết nám, tàn nhang mà còn trắng bật tông thấy rõ, chưa kể là nếu xài hợp thì da cũng đỡ bị mụn, hết mụn hẳn đi. Kem Meizuji thường được bán nguyên cả bộ kem ngày và đêm, khi sử dụng nguyên cả bộ kem thì hiệu quả sẽ đạt được tốt và nhanh nhất. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà bạn muốn dùng kem ngày, kem Meizuji Daydream thì cũng được, nhưng hiệu quả sẽ chậm hơn. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Meizuji ban ngày là hộp kem màu đỏ. Kem ngày có tác dụng là trị nám tàn nhang, hỗ trợ trị mụn. Kem ban ngày có thành phần chống nắng trong kem. Đặc biệt là kem có thể tạo một lớp trang điểm nhẹ, khi bôi kem Meizuji ban ngày thì vừa dưỡng da lại vừa trang điểm nhẹ luôn. Nếu bạn không có nhiều tiền thì có thể dùng riêng kem ngày thôi cũng được. Nếu được thì bạn nên dùng nguyên cả bộ kem ngày và đêm, sẽ có hiệu quả tốt nhất và nhanh nhất. Vì trong thành phần kem đêm có những tính năng nuôi dưỡng da, tái tạo da, cấp ẩm cho da, giúp da căng mịn hơn. Lưu ý đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải mua được kem thật chính hãng. Bởi vì kem thật thì mới đảm bảo được các thành phần trong kem rõ ràng, an toàn, hiệu quả và hàm lượng các chất ở mức cho phép. Sản phẩm cũng được thử nghiệm và kiểm định một cách nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Nếu như bạn đang mang thai mà lỡ mua nhầm phải kem giả, thì những hóa chất độc hại có trong kem không có nguồn gốc sẽ gây nguy hại cho da, không những thế còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé nếu bạn lỡ nuốt phải. Thứ hai là lúc mang bầu sẽ có những giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là giai đoạn mà ngay cả chính bạn cũng sẽ thấy luôn lo lắng và hồi hộp nhất. Bạn vừa hạnh phúc vui mừng, lại vừa lo lắng và hồi hộp. Ở giai đoạn này hormone thay đổi rất nhiều nên khiến da mặt bạn rất xấu. Chính vì vậy mà bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng kem Meizuji hay mỹ phẩm nào đó để làm cho mình bớt xấu. Thì bạn hãy cân nhắc sử dụng kem trong những tháng đầu nhé. Bên shop mình là bán hàng, nhưng những gì mình thấy tốt và nên làm, thì sẽ khuyên khách không nên dùng mỹ phẩm trong những tháng ngày mà bạn có bầu.